Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Well, good morning. Một lần nữa xin kính chào buổi sáng, Hội Thánh. It's going to be a great day today. Sẽ là một ngày phước hạnh cho chúng ta trong ngày hôm nay. Excited to be able to bring the word. Rất là thích thú để được chia sẻ lời của Chúa. But also today it was amazing. I was in the back doing the sound. And it was just amazing to be able to celebrate with Mary Cruz, just the proclamation of her life to the Lord in public before everyone. And everyone that's here knows her testimony that she shared on stage and at camp. And to see where God has truly brought your life, we know it's only through Him. Cảm ơn Chúa, chúng ta cũng nhận được cái phước hạnh ở trong buổi sáng hôm nay. Khi tôi đứng ở dưới điều khiển âm thanh, thì phòng âm thanh, thì chúng tôi cảm tạ Chúa khi được cùng với Hội Thánh chứng kiến thánh lễ bắp têm nước, công khai tuyên bố đức tin của người chị em của chúng ta, Mary Cruz. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đã nghe những lời làm chứng về đời sống của cô ở tại tòa giảng này, cũng như tại trại mùa đông. Và chúng ta đã thấy thế nào Chúa Ngài đã biến đổi và mang cô đến đây trong ơn của Chúa. I thank God for His love. Tôi cảm ơn Chúa cho tình yêu của Chúa. His forgiveness that He continually shows us. Sự tha thứ dồi dào của Ngài tiếp tục bày tỏ cho chúng ta. And His peace that He brings to us every day. Và sự bình an mà Chúa Ngài ban đến cho đời sống của chúng ta mỗi ngày. Today's message I'm very, very passionate about. Sứ điệp ngày hôm nay là sứ điệp mà tôi rất là nhiệt thành để chia sẻ với anh chị em. And before I got on stage and I was praying and I said, Lord, carry me through this message. Tôi trước khi bước lên tòa giảng này đã cầu nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ con trong ngày hôm nay. I heard from the Holy Spirit, don't hold back. Tôi cầu xin với Chúa rằng lại Chúa, xin đừng để con giảm bớt hay là giữ lại bất cứ điều gì, cho con hết lòng để có thể được ơn của Chúa để chia sẻ sứ điệp hôm nay. There's something inside of me which I truly know is my love for God is in a place of hurt but also joy. Ở trong tấm lòng của tôi biết chắc rằng cái phần mà dành cho tình yêu của Chúa ở trong tấm lòng của tôi hiện tại đang đau đớn mà cũng cùng một lúc rất là nóng cháy ở trong ơn của Ngài. We need more of God. Bởi vì tất cả chúng ta đều cần Chúa càng hơn. The world needs more of God. Nhưng mà thế giới của chúng ta rất cần Chúa càng hơn. I need more of God. Cá nhân tôi cần Chúa càng hơn. And if you're in a place where you can't say those words today, và nếu anh chị em đang có mặt ở đây mà anh chị em không thể nói lên những lời đó, then I ask, thì tôi xin hỏi, that you weigh out your life to see what you need more than God. Đó là anh chị em hãy đem lên cán cân để cân thử xem, đồng đo xem có cái gì trong đời này hơn Chúa của chúng ta, nặng ký hơn Chúa chúng ta. I want us to pray and we'll get started. Để chúng ta, tôi mời chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu. Will you all stand with me this morning? Hồi xin mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên trân trọng đến với Chúa trong buổi sáng hôm nay. Just focus your hearts on the Lord right now. Hãy tập trung tâm lòng của chúng ta với Chúa trong giờ này. It's all about you, Lord. Là Chúa, tất cả là cho chính Ngài. God, no matter what the world says, là Chúa không biết bất cứ điều gì thế giới này lên tiếng nói về Ngài. No matter how the world treats you, là Chúa, dù thế gian này đối xử với Chúa tệ như thế nào, I promise you today, Lord, là Chúa, con xin hứa nguyện buổi sáng hôm nay, that I'll be a carrier of your light, đó là con tiếp tục chuyển tải sự sống của Chúa qua cuộc đời của con. God, that in a world of darkness, Hãy Chúa, để trong thế giới đầy tăm tối này, You've given me, Lord, Chúa ban cho con the love, tình yêu, the forgiveness, sự tha thứ, and the joy, và niềm vui, because of what You've done on the cross. Vì tất cả những gì Ngài đã làm tại thập tự giá. And God, the debt that You paid for my life, là Chúa, món nợ lớn mà Chúa Ngài đã trả thay thế cho nợ tội con. I thank You for that. Con cảm ơn Chúa về điều đó. The blood that You shed for me, huyết mà Chúa Ngài đã đổ ra vì con. Your body that was broken for me, thân thể của Chúa đã chịu rách nát gãy đổ vì con. I thank You. Con cảm ơn Ngài. You didn't have to do it, Chúa không phải làm điều đó. But You did it because You loved me. Nhưng Chúa Ngài đã trải qua và bằng lòng dâng sự sống của Ngài vì chính mình con. This morning, Lord, cho nên buổi sáng hôm nay, I ask that You speak to my heart. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài phán với tấm lòng của con. Holy Spirit, have Your way in this place. Lạy Chúa Thánh Linh, xin tự do hành động ở tại đây trong ngày hôm nay. Make it known to everyone in this room and everyone watching online that Your presence is real. Lạy Chúa, xin bày tỏ và làm cho hiển thực sự hiện diện của Chúa tại đây với chúng con, cũng như tất cả anh chị em của chúng con đang theo dõi trên trực tuyến. That it's because of Your love, bởi vì tình yêu của Ngài,
that I'm here. Mà con có mặt ở tại đây. It's because of your love. Nhưng bởi vì tình yêu của Ngài. That I can speak to you freely. Mà con có thể thưa chuyện với Chúa một cách tự do. And it's because of your love. Nhưng bởi vì tình yêu của Ngài. That will be forever changed. Và chúng con sẽ đời đời được thay đổi. We thank you in Jesus' name. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện điều này trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Can you just Amen. Give the Lord a hand clap? Anh chị em, chúng ta dâng cho Chúa một tràng pháo tay. Come on, He deserves it. Chúa xứng đáng để nhận tràng pháo tay này. Amen. Lễ chúng ta dâng lên cho Ngài. Church, you may have a seat. Hân xin hội thánh an toàn. As you can tell already, my heart is in a place where I'm just ready to speak. Anh chị em có thể thấy rằng tấm lòng của tôi hiện tại đang sẵn sàng để giảng sứ điệp này. And I thank God for His Spirit. I thank God for the Holy Spirit. Tôi cảm ơn Chúa cho Thánh Linh của Chúa. Cảm ơn Chúa vì quyền năng của Ngài. Because it seems like every single day, for those that have been here, for those that have been watching online, you can see that the Lord has taken us through this journey leading up to today. Nếu anh chị em theo dõi có mặt ở tại đây trong các buổi cầu nguyện trong những ngày gần đây, thì chúng ta thấy cũng như buổi sáng hôm nay, Chúa Ngài đang kéo chúng ta đi vào trong một cái linh trình đặc biệt này. There's been a purification of our hearts. There's been a purification of our lives throughout this week. Có một cái sự thanh tẩy của tấm lòng của chúng ta, của đời sống của chúng ta mà Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta trong suốt tuần lễ này. Truly looking into our life and seeing what matters more than God. Thật sự xét lại trong tấm lòng của chúng ta xem có cái điều gì hơn Chúa, cao hơn Chúa trong cuộc đời chúng ta không? For many of us, we automatically will say, Lord, it's you. Nhiều người trong chúng ta lập tức có thể nói một cách rất là nhanh chóng là tất cả là cho Chúa và vì Chúa. But then with our actions, we don't show that it's all about Him. Nhưng mà hành động của chúng ta thì không bày tỏ chút nào rằng Chúa Ngài thật sự là ưu tiên trong cuộc đời của chúng ta. I ask the Lord this week to open up my eyes to really see what it is that He wants us to see. Và tôi cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin mở mắt con để con có thể thấy được điều mà Chúa muốn con thấy. And I ask the Lord. Và tôi cầu xin Chúa to reveal to me why we need revival. Bày tỏ cho con biết là tại sao chúng con cần sự phục hưng trong lúc này. I know that many of you have heard or many of you have seen. Tôi tin rằng nhiều người trong anh chị em đã nghe cũng như cũng đã thấy. Because everyone all around the world has heard about it. Vì nhiều người khắp nơi trên thế giới đã nghe về điều này. The mockery of our Lord and Savior shown at the Olympics. Cái sự chế nhạo Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta là cứu Chúa của chúng ta ở tại Thế vận hội. And if you haven't seen it or if you haven't heard about it. Nên chị em chưa nghe, chưa thấy về những cái buổi lễ khai mạc của Thế vận hội này. There was a scene that was created in the Olympics. Chúng ta biết rằng có một cái bức ảnh mà người ta đã diễn ra để nhái bữa tiệc cuối cùng ở tại Thế vận hội. Of the Last Supper. Cái bữa tiệc cuối mà Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài. And many people who claim that it was art or honoring. Và người ta cho rằng đây là nghệ thuật. Và đây là điều mà bày tỏ ra sự tôn quý. Far from it. Anh chị em thật là xa với sự tôn quý Chúa Giêsu của chúng ta. The depiction of our Lord Jesus was played by somebody who. Và hình ảnh để người ta muốn bày tỏ ra Chúa Giêsu ở trong cái khung cảnh đó đã được diễn bởi một người. It was a mockery of our Lord. Là một cái cách để chế nhạo Chúa Giêsu của chúng ta. I've looked all into the news. I've looked at different articles. I've looked at different people who have wrote things online. Tôi đã tìm xem tất cả những bản tin nói về sự việc này, bình luận về việc này, cũng như là những người đã bày tỏ và viết lên cái ý kiến của họ ở trên mạng. So many people who are believers have stepped up to say something. Và rất là nhiều cơ đốc nhân đã đứng lên và đã lên tiếng về việc này. And so many people who don't believe in God actually said the same thing as the believers. Và có rất là nhiều người mặc dù chưa tin Chúa cũng lên tiếng nói đến cái ý kiến của họ giống như những cơ đốc nhân. Many people are disgusted with how our Lord and Savior was portrayed. Và rất là nhiều người cảm thấy gớm ghiếc cho cái việc mà ban tổ chức của Thế vận hội đã bày tỏ về Chúa của chúng ta. And I read an article from the person who created it who said he was not trying to disrespect any religion. Và cái người mà đã dựng nên cái cảnh này đã lên tiếng và bào chữa rằng không có một chút nào có cái ý gọi là xem thường và chế nhiễu Chúa Giêsu của chúng ta. But he said that he wanted to do it to show inclusion. Nhưng mà người này nói rằng đã làm như vậy để bày tỏ rằng có một cái sự gọi là bao gồm tất cả những người, luôn cả những người tín dục đồng giới. But what they don't understand, điều mà họ không hiểu, and what they don't see, điều mà họ không thấy,
is that the choosing of their heart, the choice of their placement of their heart, đó là cái sự lựa chọn trong tấm lòng và cái chỗ mà tấm lòng của họ đang có mặt. It's not in the right place to honor the Lord. Thì không phải là một cái chỗ xứng đáng hay là đúng để thờ phượng và bày tỏ lòng tôn kính Chúa của chúng ta. But if they only understood, ước gì họ hiểu được rằng what the Last Supper actually meant, cái ý nghĩa của cái bữa tiệc cuối cùng của tại tiệc thánh mà Chúa Giêsu ngài đã thực hiện, ý nghĩa của nó là gì? If they only understood what the Last Supper meant, ước gì họ có thể hiểu được ý nghĩa thật của bữa tiệc thánh này. It truly was an inclusion for all. Thật sự trong cái tại tiệc thánh này bao gồm tất cả mọi người trên thế giới này ở trong bức ảnh đó. But the inclusion was that he died on the cross for all of our sins. Và cái sự bao trùm và dành cho tất cả mọi người tại đây đó là việc Chúa Giêsu chịu chết thay cho cả nhân loại. He died on the cross not so you can make a mockery of it, but he died on the cross so that when you get mocked, you would know that he loved you. Anh chị em, là cái việc mà Chúa ngài đã bày tỏ ra ở trong bữa tiệc này cũng như ý nghĩa của nó nhằm mục đích để giúp cho chúng ta thấy rằng không phải để chúng ta chế giễu ngài, nhưng mà để khi chúng ta bị chế giễu, chúng ta bị xem thường, thì chúng ta biết ơn Chúa về những gì ngài đã làm cho chúng ta. And some people may say, Pastor Sam, you might be blowing this out of proportion. Có người thì sẽ nói rằng mục sư Sam, ông thổi phồng cái việc này và làm cho cái việc này nó trở nên gọi là quá lớn. Every day, mỗi ngày, God gets mocked. Chúa của chúng ta bị chế giễu. Every day on social media, God gets mocked. Mỗi ngày ở trên mạng xã hội chúng ta thấy Chúa của chúng ta bị người ta chế giễu. Every day in our world, people are mocking about religion and inclusion and everything. Mỗi ngày ở trên mạng chúng ta đều thấy người ta lên tiếng những cái vấn đề đó là chúng ta phải cho phép mọi người được có phần, hay là chúng ta chấp nhận mọi người, và Chúa của chúng ta bị chế giễu hầu như mỗi ngày. But let's just say, nhưng anh chị em thử nói, one person wrote something against God today. Một người nào đó viết một cái gì đó để lên tiếng chống lại Đức Chúa Trời ngày hôm nay. And they had a million followers. Nhưng mà họ không có người nào đi theo. 2 million. Và chúng ta thấy ở tại đây là 2 triệu. Or 3 million. Hay là 3 triệu. Or 4 million. Hay là 4 triệu. But a mockery of our Lord and Savior on the day of the opening of the Olympics, where every part of the world is included, was a mockery of Jesus all around the world. Anh chị em, nhưng mà cái việc mà chế nhạo Chúa của chúng ta qua cái cảnh này họ đã diễn để nhái lại cái bữa tiệc cuối cùng đó, thì ở đây nó bao gồm cho cả thế giới, bởi vì rất là nhiều người từ các quốc gia ở thế giới đã theo dõi. At first when I looked at it and I saw it on TV and I saw it on social media. Khi mới nhìn thấy cái cảnh này như tôi đã thấy ở trên TV cũng như là trên mạng xã hội. I didn't know how to receive it. I didn't know how to act. Tôi thật sự không biết phải là phản ứng như thế nào. Until I let my heart settle to see the evilness of the enemy. Cho đến chừng khi tâm lòng của tôi lắng xuống bình tĩnh đủ để thấy được cái kế hoạch cũng như là mưu trước của kẻ thù. I'm gonna put into perspective for you. Tôi muốn đặt nó vào ở trong một cái bức ảnh để anh chị em có thể hiểu được và thấy được như thế này. If you were there that day, nếu chúng ta có mặt ở tại đó ở trong ngày lễ khai mạc của Thế vận hội, as the Lord was crucified. Xin lỗi, có mặt ở tại chỗ mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh cho thập tự giá. The world was split that day also. Từ ngày hôm đó chúng ta thấy rằng thế giới cũng có hai thành phần đang đứng ở trước mặt Chúa. Crowds of people yelled, "Crucify him." Đám đông kêu lớn tiếng lên, hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh trên thập tự giá. And few were crying on their knees. Một số thì đang khóc ở dưới chân thập tự giá. Crowds of people didn't understand what this Messiah was doing. Đám đông thì không biết rằng đấng cứu thế này, đấng Messiah này đang làm gì. While others knew that he was doing it for all. Trong khi có những người khác thì biết một cách rất là rõ lý do tại sao ngài làm những điều này cho họ. Others beat him. Những người thì đánh đập Chúa. And others took a beating for him. Có người thì đưa lưng ra để đón nhận cái sự tra tấn cho Chúa. His body broken. Thân của Chúa thì bị tan nát. As many just watched and did nothing. Trong lúc nhiều người đứng nhìn một cách bàng quan mà không làm gì hết. Words and remarks were yelled and shouted at him. Những cái lời nói, những tiếng chửi bới, những cái tiếng chế nhạo đã vang lên để chống lại Chúa.
was nailed to the cross, staring at them, standing there. Trong lúc Đức Giêsu ngài chịu thân thể đóng đinh vào trong thập tự giá và ngài nhìn thấy tất cả những cảnh đó. And not a single evil thought was in his heart about everyone that was standing there. Nhưng mà không có một ý ác nào của Chúa đối với những người đang làm những công việc đó ở trước mặt ngài. Only love. Chỉ có tình yêu thương. How can the world make a mockery of somebody that loves? Làm sao mà thế giới này có những con người có thể chế nhạo một đấng mà yêu thương họ đến như vậy? If you're in this room, anh chị em có mặt ở tại đây trong ngày hôm nay, and you can say that he's done everything for you, anh chị em có thể nói rằng thật Chúa Giêsu đã làm tất cả những điều đó, sự hy sinh thương khó của ngài cho anh chị em, and you don't feel the same way that I'm feeling right now, mà anh chị em không cảm nhận được điều mà tôi cảm nhận ngay lúc này, does he really mean everything to you? Thì Chúa thật sự có là thật ý nghĩa cho đời sống anh chị em không? I dare. Tôi thách thức anh chị em. Anybody to come and try to harm my family. Có ai đó mà đến đây và tìm cách để tấn công gia đình của tôi? Because I would do everything in my heart to protect them. Thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể làm được để bảo vệ người thân của mình. And that's my own flesh and blood. Đó chính là người thân ruột thịt của tôi, máu mủ của tôi. Well, many of us stay silent when our Lord and Savior is mocked. Nhiều người trong chúng ta lại im lặng khi Chúa của chúng ta bị chế giễu như vậy. Many of us say, "Hey, let's not say anything. Let's not stir anything up." Nhiều người trong chúng ta có thể nói rằng, "Thôi, đừng nói gì, cứ giữ im lặng về cái thái độ chúng ta giữ ở trung dung chỗ này đi." What people don't understand, điều mà nhiều người không hiểu, is that what our Lord and Savior has done on the cross. Đó là những gì Đức Giêsu là cứu chúa chúng ta đã làm cho thập tự giá. It's for the one day that they realize that they need Him. Để cho một ngày mà những con người, những tội lỗi này, con người tội lỗi này nhận biết họ cần ngài. What does that mean to us, though? Anh chị em, điều này thì có nghĩa gì cho chúng ta? What does that mean for us as believers already? Điều này có nghĩa gì cho chúng ta là những cơ đốc nhân, những người đã tin Chúa rồi? Let's look in Scripture. Xin chúng ta cùng xem ở trong Kinh Thánh. Open up your Bibles to Matthew chapter 16. Xin mở lời Chúa với chúng tôi trong Matthew chương 16. We'll be reading from verse 21 to 28. Và chúng ta sẽ đọc từ câu 21 cho đến câu số 28. There's something that Jesus asks of us. Có điều mà Chúa Giêsu ngài đang yêu cầu chúng ta. But how many of us? Và có bao nhiêu người trong chúng ta can or will do what he asks of us? Có thể cũng như là sẵn lòng để làm theo điều Chúa ngài yêu cầu hay là kêu gọi chúng ta. Let's read it together. Chúng ta cùng đọc. It says, "From then on, Jesus began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem, and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He would be killed, but on the third day, he would be raised from the dead." Từ đó Đức Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng các thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. But Peter took him aside and began to reprimand him for saying such things. "Heaven forbid, Lord," he said, "this will never happen to you." Phi-rơ bèn đem ngài riêng ra mà can rằng, "Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu." And Jesus turned to Peter and said, "Get away from me, Satan. You are a dangerous trap to me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's." Nhưng ngài sầm mặt lại và phán cùng Phi-rơ rằng, "Ơ Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta. Ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời mà chỉ nghĩ đến việc của loài người." Jesus knew why he was going to the cross. Đức Chúa Giêsu ngài biết lý do tại sao ngài phải bước lên thập tự giá. He understood that he had to do the necessary thing, which was give his life. Chúa ngài hiểu rằng ngài phải làm cái điều hết sức là cần thiết, bởi vì lý do tại sao ngài chịu chết ở trên thập tự giá. And as Peter was saying these things, Jesus had to rebuke the enemy, because the enemy knew what would happen if Jesus went to the cross. Và chúng ta thấy ở đây khi Phi-rơ nói những lời này thì Chúa Giêsu phải quở Sa-tăng, bởi vì Sa-tăng biết, kẻ thù biết việc gì xảy ra khi Chúa Giêsu thực hiện xong việc này. Verse 24, "Then Jesus said to his disciples, 'If any of you want to be my follower, you must give up your own way, take up your cross and follow me.'" Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng, "Nếu ai muốn theo ta thì phải lìa mình,
vác thập tự giá mình mà theo ta. In verse 25, if you can, tại câu số 25, if you can see what the scripture says right here, xin Chúa Ngài giúp để chúng ta có thể thấy được điều mà Kinh Thánh muốn nói tại đây. If you can understand the truth behind the scripture, khi chúng ta hiểu được ý nghĩa phía sau lời này, if you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Is anything worth more than your soul? Vậy thì người ấy lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? For the Son of Man will come with his angels in the glory of his Father and will judge all people according to their deeds. Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. And I tell you the truth. Quả thật ta nói cùng các ngươi. Some standing here right now will not die before they see the Son of Man coming in his kingdom. Trong các ngươi đứng đây có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài. The scripture and how Jesus is speaking, he's asking us of something. Và chúng ta thấy phần Kinh Thánh này trong lúc Đức Chúa Giêsu Ngài đang phán dạy như điều này thì Ngài kêu gọi chúng ta làm một điều. I'm sacrificing my life. Ta hy sinh mạng sống của ta. But I'm doing it for your benefit. Ta làm điều này cho lợi ích của các con. All that I ask for you to do. Và tất cả điều mà ta đòi hỏi nơi các con. Is trust me to lead your life. Đó là hãy tin cậy và để ta dẫn dắt đời sống các trust con. Trust in me more than anything else in this world. Tin cậy và giao cho ta cái lòng tin cậy của các con hơn tất cả những điều trên thế gian này. Take up your cross daily. Hãy vác thập tự giá của mình mỗi ngày. Understand there's a weight to life that you can carry or you can allow me to carry. Anh chị em để có thể hiểu được một cái sự sống mà tùy nơi sức của chúng ta hay một sự sống được dẫn dắt bởi Chúa. And what do you gain? Và chúng ta được điều gì? What benefit for your own life? Có lợi ích gì cho đời sống của chúng ta? Is it to have everything in the world? Khi có được tất cả mọi thứ trên thế gian này, but to lose your soul forever. Nhưng mà mất linh hồn mình đến đời đời. When I think about what happened at the Olympics, khi tôi suy nghĩ về điều đã diễn ra tại buổi lễ khai mạc của Thế vận hội, this is something that's going to be talked about forever. Anh chị em, đây là điều mà chúng ta thấy là người ta sẽ nói về điều này rất là nhiều chiều dài trong những ngày sắp đến. Some people have already said they're not watching the Olympics this year. Và có người đã đi lên một cái quyết tâm đó là không xem Thế vận hội năm nay. I see how Christians are reacting and saying things. Và tôi thấy những cái đốc nhân đã phản ứng giống như vậy. But you know the one thing that sticks out to me? Anh xem có biết là có điều gì nó nổi bật đối với tôi không? Why do we let it be up until this point, Christians, until we begin to feel a certain way about how people treat our Lord and Savior? Tại sao chúng ta cho phép việc nó trở nên tồi tệ đến mức này, chúng ta mới quyết định có ý định là chúng ta sẽ làm một cái điều gì đó để chúng ta nói một cách tốt đẹp về Chúa của chúng ta? Why do we allow it to get to this point until now we all of a sudden want to do something? Tại sao chúng ta cho phép để việc nó trở nên tồi tệ đến mức độ này rồi chúng ta mới quyết định là mình sẽ làm cái gì đó để thay đổi? You see, when I look at the perspective of all of the things that I've read online. Anh chị em, khi tôi nhìn từ một cái góc cạnh của những gì mà tôi đã đọc được ở trên mạng. It didn't matter what news. Thì không biết là nó là thuộc về đài truyền hình nào, hãng thông tấn xã nào. I just want to say this now. CNN, who a lot of us don't watch because we watch Fox News, they still felt like it was a mockery to Jesus. Và chúng ta thấy rằng luôn cả CNN là cái đài mà nhiều người trong chúng ta không có xem, vì chúng ta chỉ xem Fox News, thì chính CNN cũng lên tiếng rằng đây cũng chính là một sự chế nhạo Chúa của chúng ta. What did I say on Thursday? Anh chị em, tôi nói với anh chị em điều gì trong ngày thứ năm vừa qua? In our relationship with our Heavenly Father, it doesn't matter about political battles. Anh chị em, tôi đã nhắc chúng ta rằng cái mối liên hệ của chúng ta với Cha Thiên Thượng của chúng ta nó không ảnh hưởng gì với những cái quan điểm về chính trị của chúng ta. Because when the truth is shown, the truth is truly known. Anh chị em, bởi vì khi chân lý của Chúa được bày tỏ thì chân lý sẽ được biết đến. He's the only way. Ngài chính là con đường duy nhất. And when people make a mockery of the only way, và khi người ta chế giễu con đường duy nhất, it should make you feel a certain way. Nó làm cho chúng ta có một cái cảm xúc một cách đặc biệt đó. Am I angry? Tôi có đang tức giận không? Sure. Chắc chắn. But I'm much more sad than I am angry. Nhưng mà thật ra thì buồn nhiều hơn là giận. I'm much more sad that
there's truly a world who is still very, very far from knowing God's love. Tôi rất là buồn là bởi vì thật sự ở ngoài kia chúng ta có một cái thế giới đang sống và đang bày tỏ tấm lòng của họ rất 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 xa Chúa của chúng ta. To the point where when I read things online and when I see people even on YouTube give their opinions about it, some people feel like nothing even happened. Anh chị em, đến một cái mức độ mà chúng ta thấy rằng khi tôi đọc ở trên mạng cũng như là xem những tin tức thì có những cái phát biểu là chúng ta thấy có những người họ cũng không tin và cũng không quan tâm về cái việc đang diễn ra. And it's because lý do là bởi vì they're gaining the entire world. Bởi vì họ đang được cả thế gian. And it feels great to them. Và họ cảm thấy rằng đó là một cái cảm giác rất là tốt. But what they don't understand, nhưng mà điều mà họ không hiểu is that they sold their soul a long time ago. Đó là họ đã bán linh hồn của mình cho ma quỷ nhiều ngày tháng trước. God help our world. Xin Chúa ngài thương xót và giúp đỡ thế giới của chúng con. God help the people who truly need to hear and know your love. Chúa xin giúp đỡ để nhiều người thật sự đang cần được nghe, được biết về tình yêu của Ngài. What does these scriptures teach us? Anh xem những câu kinh thánh này dạy chúng ta điều gì? My first point. Điểm thứ nhất của tôi. Straight from scripture. Trực tiếp từ nơi lời của Chúa. Is give up your own ways. Đó, hãy từ bỏ đường lối riêng của mình. When we look at all these points that I give today. Khi chúng ta cùng quan sát những điểm mà tôi chia sẻ với hội thánh ngày hôm nay. I didn't make this up. Tôi không có tạo nên các điểm này. This is not what I think. Đây cũng không phải là quan điểm riêng của tôi. This is what Jesus has said. Nhưng mà đây chính là điều Chúa Giêsu nói. I hope that people don't think Pastor Sam was so emotional today he made things up and said give up your life. Không ai, tôi hy vọng là không ai sẽ nói rằng ông mục sư Sam ngày hôm nay thì đầy xúc động cho nên ông đã tạo nên những cái điểm này. Ông dám nói rằng Chúa bảo rằng chúng ta phải từ bỏ sự sống của mình. Verse 24. Câu số 24 nói. Then Jesus said to his disciples. Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ rằng. If any of you want to be my follower. Nếu ai thực sự muốn làm môn đồ ta, đi theo ta. You must give up your own way. Thì phải liều mình. Take up your cross. Vác thập tự giá mình. And follow me. Mà theo ta. You know many people. Anh chị có nhiều người. Love the benefit of being saved. Họ thích thú với cái phúc lợi của việc mình được cứu. But will refuse to do anything verse 24 says. Nhưng mà hoàn toàn từ chối không làm điều mà câu 24 gọi. You know in the world and I know this sounds really bad. Anh chị em, trong thế giới này và tôi tin rằng những điều chúng ta sắp nghe thì nghe thấy rằng rất là tồi tệ. In the world when you see somebody who marries somebody just for money, we say that's a gold digger. Đó là khi chúng ta thấy một cái người mà cưới hay là lấy một người nào đó rất là giàu có thì chúng ta gọi cái người đó là người đào mỏ. What do you call it when somebody only is in relationship with the Lord just for his benefits? Còn chúng ta nói sao với những người là những người muốn được cứu và ở trong mối liên hệ với Chúa chỉ vì những gì mà họ nhận được, những lợi ích từ nơi Chúa? Đào mỏ. Many of us want only his benefits but we don't want to be in the real relationship. Thật sự thật là rất là nhiều người chỉ muốn được cái phúc lợi, cái phước hạnh của việc mình của người được cứu nhưng mà thật sự không bước theo sự dẫn dắt của Chúa. Come on, what kind of relationship is that? Anh chị em, cái mối liên hệ như vậy thì chúng ta thấy như thế nào, chúng ta đặt tên nó là gì? Giving control to God of our life. Giao cho Chúa trọn quyền kiểm soát đời sống của chúng ta. It means that you personally realize that he knows better than you. Đó là khi chúng ta thật sự hiểu rằng Chúa ngài có thể dẫn dắt đời sống của chúng ta tốt hơn là chúng ta tự lèo lái cuộc đời của mình. You won't recognize that. Chúng ta không nhận biết được điều đó. If you're still trying on your own effort. Cho khi chúng ta vẫn còn tìm cách để chúng ta lèo lái cuộc đời theo sức riêng của mình. You'll realize it. Chúng ta sẽ nhận biết. When you fall on your face. Khi chúng ta ngã sấp mặt xuống and đất. And fail trying on your own. Và chúng ta thất bại khi chúng ta tự làm, tự điều khiển cuộc đời của mình. But Jesus is trying to give you a heads up. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài muốn giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta được những cái bước phước hạnh giúp đỡ chúng ta. He's trying to let you know ahead of time. Ngài muốn báo cho chúng ta biết trước. He's trying to give you a warning sign. Ngài cũng đang cảnh giác cho chúng ta một cái điều, một cái dấu để cảnh giác chúng ta. But many of us still want to do our own thing. Nhưng mà nhiều người trong chúng ta vẫn là chọn chúng ta làm theo ý riêng của mình. You know, the warning sign for many of us. Anh chị em, cái dấu hiệu để cảnh giác nhiều người trong chúng ta. Especially when we're eating.
nhất là khi chúng ta đang ăn uống. Someone's gonna say, it's hot, be careful. Có nhiều người lên tiếng và nói rằng nóng lắm nha, coi chừng. There's a lot of people in this world. Có nhiều người ở trong thế giới này. Let me see how hot it is. Thì họ lại mạo hiểm và nói rằng thử coi nó nóng đến cỡ nào. You take a little spoon. Và lấy cái muỗng. Húp vô một cái. It's hot. Nóng quá. Or there's some people. Hay là có người thì like me. Giống như tôi. I see the signs. Tôi đã thấy cái dấu rồi. You see the steam coming out. Và thấy rằng chúng ta thấy rằng hơi nóng đã bốc lên từ nơi cái tô của mình. You heard the person that brought it to you that said it's gonna be hot. Và chúng ta đã nghe cái người đã mang cái tô xúc ra cho chúng ta và nói rằng coi chừng vì nó đang rất là nóng. But yet many of us still test the waters. Nhưng mà rất là nhiều người trong chúng ta vẫn muốn thử cho biết. Jesus is telling you. Chúa Giêsu đang bảo chúng ta. Life's gonna be real hot without me. Đời sống sẽ rất là khó nếu ở bên ngoài ta. Some people like to test the waters. Nhiều người thì nói rằng thử coi cho biết. How hot's life gonna be without you? Để thấy rằng đời sống mà không có Chúa thì khó cỡ nào. And then you find out it's real hot. Rồi chúng ta thấy rằng nó rất là khó. What does he mean by take up your cross? Ý của Chúa Giêsu ngài bảo là hãy vác thập tự giá đi theo Chúa là như thế nào? Lord, I thought you died on the cross. What do you mean I need to take up my cross? Chúa, con tưởng đâu rằng Chúa ngài đã chết trên thập tự giá thay cho con rồi. Tại sao con lại Chúa lại bảo con phải vác thập tự giá của mình? The reminder for me every day. Anh chị em, cái điều này nhắc nhở cho tôi mỗi ngày. Is the cross that I would have been crucified on for the sins that I have in my life. Đó là chính cái thập tự giá mà đáng lý tôi phải bị đóng đinh vào đó vì những tội lỗi của cá nhân tôi. The weight that I carry every day. Cái gánh nặng mà tôi đã mang lấy mỗi ngày. It's not a burden. Không phải là một cái gánh nặng. But a reminder to me of his worth. Nhưng mà cái nhắc nhở cho tôi về cái giá mà Chúa Giêsu ngài đã trả. That every day as I wake up, I'm reminded I had a debt that the Lord paid. Mỗi ngày tôi thức dậy thì tôi được nhắc nhở chính mình rằng cái nợ tội mà tôi đáng lý phải trả. And every day as I get up, và mỗi ngày khi tôi thức dậy, I'm reminded tôi được nhắc nhở. He's leading my life. Chúa đang dẫn dắt cuộc đời tôi. And I give him control. Và tôi giao cho Chúa trọn quyền kiểm soát. The understanding of why we need to give the Lord control. Khi chúng ta hiểu cái lý do tại sao chúng ta phải trao cho Chúa trọn quyền kiểm soát dẫn dắt đời sống của There's chúng ta. Only a possibility. Chỉ có một cái ý thật. To understand this. Đó là khi chúng ta hiểu được điều này. If you put your lives in God's hands. Là khi chúng ta giao trọn và dâng cả cuộc đời chúng ta trong tay Chúa. That's my point number two. Điều dẫn đến cho chúng ta điểm thứ hai. Put your life in God's hands. Hãy phó thác đời sống của mình vào tay Đức Chúa Trời. Verse 25 and 26 says, if you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. Câu 25 và 26 của phần Kinh Thánh này nói, vì ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì sẽ có ích gì? Vậy người ấy lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? 26 says, and what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? Chúng ta được lợi ích gì nếu chúng ta được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình và lấy chi mà chúng ta có thể đổi để lấy linh hồn của mình được lại? Every single day this week, mỗi ngày trong tuần vừa qua, I've asked you, church, tôi đã hỏi anh chị em là hội thánh, to weigh out the cost. Hãy cân nhắc cái giá mà chúng ta phải trả. I think now than ever. Tôi tin rằng bây giờ hơn bao giờ hết. When we look at the world, khi chúng ta nhìn vào thế giới của chúng ta, you can realize the importance of truly knowing God. Chúng ta thật sự bây giờ nhận biết ra rằng cái tầm quan trọng của việc chúng ta thật sự biết Chúa. Why would Jesus be made a mockery? Tại sao Chúa Giêsu của chúng ta bị chế giễu giống như vậy? Why? Tại sao? Who's doing it? Ai làm điều đó? There's only one person. Chúng ta biết rằng chỉ có một nhân vật. And we know the enemy is trying to divide us as much as he can. Và chúng ta biết rằng kẻ thù muốn tìm đủ mọi cách để chia rẽ chúng ta càng nhiều càng tốt. And when we understand this, khi chúng ta hiểu được điều này, you can see it from a different perspective. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy từ một góc cạnh khác. Those who are against God, những người chống Chúa, those who are making a mockery of our Lord and Savior, những người đang chế giễu Cứu Chúa của chúng ta, are trying to hang on to their life. Họ đang tìm cách để tự nắm giữ cuộc đời của mình. They're trying to hang on to their feelings. Họ đang tìm cách để nắm giữ cái cảm xúc của mình. They're still trying to point their fingers at themselves. Họ đang vẫn tiếp tục chỉ cái ngón tay chỉ trích vào chính mình. I want to be known as this. I want to be seen as this. I want to be included in this. I.
tôi muốn mọi người thấy tôi như thế này. Tôi muốn bày tỏ con người của tôi như thế này. Tôi muốn mọi người nhìn thấy tôi như thế này. Và chúng ta thấy rằng tất cả đều là cái chữ tôi. If only the scripture was written like this, if I try to hang on to my life, I will lose it. Và nếu ước gì Kinh Thánh thì chỉ nói với chúng ta trong khi từ như thế này, đó là nếu chính tôi muốn cứu sự sống của mình. I don't think people understand how important it was for our Lord and Savior to make that sacrifice. Anh chị em, tôi nghĩ rằng người ta vẫn chưa hiểu nổi và chưa thấy được cái tầm quan trọng và cái giá trị của việc Chúa Giêsu Ngài đã chịu thương khó cho chúng ta như vậy. Some people listening to this message right now. Nhiều người có thể đang theo dõi và nghe sứ điệp này ngay lúc này. Even in this room. Luôn cả trong phòng này. Checked out already. Đã đóng cái ý nghĩa tư tưởng của mình lâu rồi. Pastor, my life is in the Lord's hands. It's been in the Lord's hands for a long time, even before you were born. Mục sư ơi, đời sống của tôi giao trong tay của Chúa lâu rồi, còn lâu hơn là trước khi mục sư sanh ra nữa. Man, that's great. Oh, đó tốt lắm. There's still a lot of people out in this world that need to hear what you know. Nhưng mà anh chị em, có rất là nhiều người trên thế giới này đang cần biết điều mà anh chị em đã biết. But instead of going out in the world telling all the world what you already know, nhưng mà thay vì chúng ta đi ra để chúng ta nói cho cả thế giới này biết những gì mà chúng ta đã biết, you're still worried about yourself. Thì chúng ta vẫn còn quan tâm đến cái sĩ diện của mình. I said it this week. Tôi đã chia sẻ điều này trong tuần qua. Many of us are happy with the fact that we're going to heaven. Nhiều người trong chúng ta chịu thỏa lòng với việc chúng ta được lên thiên đàng. And that's all we cared about. Và đó là tất cả những gì chúng ta quan tâm. Many of us got saved. Nhiều người trong chúng ta đã được cứu. And still live the same life you were before you got saved. Nhưng mà vẫn còn sống cái sự sống cũ như trước khi mình tin Chúa. Oh, don't say that about people, Pastor Sam. Mục sư Sam, xin đừng nói những điều đó đối với những con người. I'll tell you this. Cho tôi chia sẻ điều này. In verse 26, trong câu số 26. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn của mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà có thể đổi linh hồn mình lại? The Bible talks about fruit. Kinh Thánh thường nói đến bông trái. And you can look at people's lives and see what fruit they produce. Và chúng ta có thể nhìn cuộc đời của một người và chúng ta thấy rằng họ đã sản sinh ra những cái thứ trái nào. You can look at people's lives and see whose life is truly in control. Theirs or God's. Và anh chị em, khi chúng ta nhìn vào một cuộc đời, chúng ta có thể thấy ai đang nắm quyền điều khiển cuộc đời đó và Chúa của họ là ai. When you put your life in God's hands, khi chúng ta đặt cuộc đời của chúng ta trong tay Chúa, you can see how your life begins to change. Thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy cuộc đời của chúng ta được thay đổi. You can see how you start to look more like Christ. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời chúng ta mỗi một ngày một trở nên giống như Chúa Jesus Christ. It's by who you spend the most time with, you will begin to see who you look like. Anh chị em, chúng ta càng dành nhiều thời gian cho ai, ở gần ai thì chúng ta sẽ thấy rằng đời sống của chúng ta trở nên giống như họ hơn. Or you can see how much time you've been spending in the world. Hay là chúng ta cũng có thể thấy được chúng ta đã dành nhiều thời giờ và công việc cho thế gian này đến mức độ nào. You can see by the way that people speak. Và chúng ta cũng có thể thấy được khi chúng ta nghe cái tiếng nói của họ, cái cách họ ăn nói. You can see by the way they treat people. Chúng ta cũng có thể thấy cái cách mà họ cư xử với những người lân cận. You can even see it by how they treat God. Và chúng ta cũng có thể thấy được cái cách mà họ đã cư xử với Đức Chúa Trời. I told the Lord, tôi nói với Chúa, I'll give you all today. Lạy Chúa, con dâng cho Chúa tất cả. And I won't hold back. Và con sẽ không giữ lại bất cứ điều gì. One thing that I've noticed and realized. Có một điều mà tôi để ý thấy và nhận biết. Is the growth of the church. Đó là cái sự tăng trưởng của hội thánh của chúng ta. We grow really well on Sundays. Chúng ta phát triển tốt lắm ở trong ngày Chủ nhật. But that seems like the only day many of you get fed. Nhưng mà dường như là đó là ngày duy nhất mà anh chị em được nuôi nấng với lời Chúa. How can you say? Làm sao chúng ta có thể nói được rằng that you love the Lord? Chúng ta yêu mến Chúa with all your heart. Với hết cả tâm lòng của mình. He means everything to you. Và Ngài là tất cả cho cuộc đời của chúng ta. But it seems like the only day you eat is Sunday. Nhưng mà dường như là cái ngày duy nhất anh chị em ăn nuốt lời của Chúa là chỉ trong ngày Chủ nhật mà thôi. Guess what?
anh chị em đoán xem. Right now in this moment. Ngay trong giây phút này. Everyone is, many people are saying in their heads. Nhiều người đã bắt đầu nói ở trong tư tưởng của mình. Oh, he must be saying that because we don't go to church Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Là chắc là ông mục sư này ông nói điều này bởi vì ông không thấy mình đi nhà thờ ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu trong tuần. He doesn't understand. We run a business. Ông mục sư này ông không hiểu là mình phải có công việc, doanh nghiệp của mình phải lo chứ. We have children. Mình có con nhỏ. We have school. Con thì nó có, tôi có thể cần phải đi học. We've got friends. Tôi có những bạn bè cần phải giao tiếp. We have other stuff that's more important. Tôi có những điều khác nó quan trọng hơn chuyện đi nhà thờ. That doesn't mean I don't love God. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không yêu mến Chúa. Look at Pastor Sam up there, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Coi vậy ông mục sư Sam trên tòa giảng kìa, muốn là kêu gọi tôi phải có mặt thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. I just want to fix something really quick. Tôi muốn công bố điều này một cách rất là nhanh chóng. I didn't even say that to you. Tôi không nói điều đó với so anh chị em. So if you had that thought. Nếu anh chị em có cái ý đó, and it was in your heart or your mind, và nếu nó ở trong tấm lòng và trong ý trí của anh chị em, I didn't even say that. Tôi không có nói điều đó. But you thought that. Nhưng mà nếu anh chị em nghĩ như vậy, so where's your heart at? Thì chúng ta thấy cái tấm lòng của chúng ta hiện tại nó đang ở đâu, chúng ta hiểu rồi. I don't come to church Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday with the list of, well, so-and-so didn't come to church today. They must not love God. Anh chị em, tôi không có đến nhà thờ ở trong các buổi nhóm tối và tôi coi điểm danh coi ai không có mặt ở đây vắng mặt ha. Không có yêu mến Chúa này, cho nên vắng mặt. No, 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 no. I hope you can change that thought. Không, không, tôi muốn xin anh chị em thay đổi cái lối suy nghĩ của mình. If you had that thought, nên cho em thật sự có suy nghĩ như vậy. As nicely as I can say it. Nói một cách gọi là dễ thương và lịch sự nhất mà tôi có thể nói được. Ask the Lord for forgiveness. Xin Chúa tha thứ cho anh chị em. Because there's something wrong with your heart. Bởi vì lòng của anh chị em có cái gì nó không ổn rồi. That you think. Bởi vì anh chị em nghĩ. That coming to church every day. Đến nhà thờ mỗi ngày. Means the value of how much you love God or don't love God. Nó cho thấy cái giá trị chúng ta yêu Chúa hay là không yêu Chúa đến mức độ nào. That's not true at all. Nó không có đúng chút nào. I come here every day. Tôi đến đây mỗi ngày. Because that's what I want to do. Bởi vì đó chính là điều mà tôi muốn làm. Or those that come here on the days that they can come here, that's what they want to do. Và hay là những người đến đây trong những ngày có thể đến được bởi vì đó chính là quyết định của họ. Some people are taking what I've created in my life as a relationship with God to something that's religious or something else. Anh chị em, có nhiều người họ đã đặt tên và hiểu những điều mà tôi đã làm vì mối liên hệ của tôi với Chúa. Họ biến nó trở nên một cái công thức của tôn giáo. But I'll tell you this. Để cho tôi nói với anh chị em điều này. As much time as I've spent here in this building. Dù tôi dành nhiều thời giờ ở trong tòa nhà này. Is not as much time as I spend outside of this building. Nhưng mà không có so bằng với lại số giờ tổng cộng mà tôi không có mặt ở trong tòa nhà này. 7:30. 7 giờ rưỡi tối. 10 o'clock the latest. Cho đến 10 giờ đêm là cao nhất, nhiều nhất. There's plenty of hours outside of church. Còn rất là nhiều ngày giờ ở bên ngoài của thì giờ ở tại nhà thờ. My relationship with God is not based off of the amount of times I clock sitting in a church chair. Anh chị em, cái mối liên hệ của tôi với Chúa không được định đoạt và định nghĩa hình thành bằng cái thời giờ mà tôi ngồi ở trong các ghế của nhà thờ. It's my life. Nhưng mà đó là đời sống của tôi. And my lifestyle. Và cái lối sống của tôi. That shows if I put my hand, my life in God's hands. Nó chỉ ra, tỏ ra rằng tôi thật sự đã đặt đời sống của tôi trong tay Chúa chưa? And guess what? Mà anh chị em đoán biết. I've learned. Tôi học được. That as I focus my heart on Him. Tức là nếu tôi tập trung tấm lòng của tôi nơi Chúa. Reading the Bible. Và đọc lời của Chúa. Worshiping. Thờ phượng Chúa. Going to church. Đi nhà thờ. Not a single grumble in my heart. Thì không có một cái chút nào lầm bầm ở trong tấm lòng. But as I spend time in the world. Nhưng mà khi tôi dành nhiều thời giờ với thế gian. And away from His word. Và lìa xa lời của Chúa. I grumble every time I have to read the word. Thì tôi trở nên lầm bầm mỗi lần tôi thấy mình bị bắt buộc đọc lời của Chúa. Or I fall asleep reading the Bible. Hay là tôi cảm thấy mình ngủ gật khi đọc Kinh Thánh. I told God I was going to give Him everything. Tôi đã nói với Chúa rằng tôi dành cho Chúa tất cả trong ngày hôm nay. My entire life. Cả cuộc đời tôi. Things that I say. Tất cả những gì tôi nói. And I would only say it from the right heart. Và tôi chỉ công bố những điều này từ một tấm lòng đã được dọn dẹp và đúng. A lot of people. Rất là nhiều người in this world, ở trong thế giới này need to know God's love. Cần biết được tình yêu của Chúa. Some people may ask, có người có thể hỏi, Pastor Sam, do you hate the people that did what they did? Mục sư Sam có ghét những cái người đã làm những công việc mà họ đã làm?
hay không? Do you hate the people that speak ill against God? Mục sư có ghét những cái người mà đã nói những cái lời xấu về Đức Chúa Trời và chống lại Ngài không? Let me tell you something. Cho tôi chia sẻ với chị em điều này. I said it in the very beginning of my message. Tôi đã nói từ giây phút đầu của sứ điệp này. Every day, mỗi ngày, people speak ill against God. Người ta nói xấu về Đức Chúa Trời của and chúng ta. Every day, và mỗi ngày, people do things that don't please God. Thì người ta nói những cái điều và làm những cái điều không vừa lòng Chúa, đẹp lòng Chúa. And guess what? Anh chị em đoán xem. Guess what? Anh chị em đoán xem điều gì? We are all included in that every day. Anh chị em, chúng ta cũng là trong thành phần đó mỗi ngày. When you choose other things above God, khi chúng ta chọn và đặt những điều cao hơn trước Chúa của chúng ta, you're included in the world that speaks ill against God every day. Thì chúng ta đã dự phần và kể chung với những người nói những cái lời xấu nghịch cùng Chúa chúng ta. When you choose to put other things before Christ, khi chúng ta chọn đặt những điều khác cao hơn Chúa của chúng ta trước Chúa chúng ta, you're choosing that thing over God. Thì chúng ta đã chọn cái điều đó cao hơn, là quý hơn Chúa. And I'm not saying, là tôi không có nói rằng, bring your pillow and your blanket and live in this building. Đó là anh chị em hãy hãy đem chăn mền, đem gối đi đến nhà thờ. And sleep here every day. Rồi ngủ tại đây luôn mỗi ngày. No, it's in your heart. Anh chị em, cái sự thật đó là tâm lòng của chúng ta. It's in your heart to choose God every day. Nó cái quyết định ở trong tâm lòng của chúng ta mà chúng ta chọn mỗi ngày. It's in your heart to honor God every day. Trong tâm lòng của chúng ta chính là cái phát nguồn của việc chúng ta tôn quý Chúa mỗi ngày. And this is how I see it. Và đây chính là điều mà tôi thấy. Those that are truly making a mockery of Jesus right now. Những người thật sự đang chế giễu Chúa Giêsu Christ của chúng ta ngay lúc này. Either will one day, đó là sẽ là một ngày, come to the conclusion that they made a mistake. Một ngày họ sẽ đi đến cái kết luận rằng tôi đã lầm to. Or one day, hay là một ngày, will be judged before him. Họ sẽ đứng ở trước mặt Chúa và chịu sự phán xét trước Ngài. Verse 27. Câu số 26, xin lỗi, câu 27. For the Son of Man will come with his angels in the glory of his Father and will judge all people according to their deeds. Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Not me. Còn lúc đó, I'm not the one judging. Tôi không phải là người phán xét. But Jesus will. Nhưng mà Chúa Giêsu sẽ là đấng sẽ phán xét. I won't be the one standing at the gates. Tôi không phải là người sẽ đứng ở trước cổng. With my arms crossed. Với tay của tôi đó là sẽ khoanh lại. Saying, I told you. Và lên tiếng rằng, tôi đã nói rồi. It's not me. Không phải tôi. I don't have any authority over that. Tôi không có một cái thẩm quyền gì để làm việc đó. I just have it over my own life. Nhưng mà tôi chỉ có thẩm quyền và cái quyết định cho cuộc đời cá nhân tôi. I want to show y'all something that all of us have read before and then we're going to end. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em và chị cho anh em điều mà tất cả chúng ta chắc đã thấy rồi, đã đọc rồi, rồi chúng ta sẽ kết thúc. That, my third point is that God has the final word. Cái điểm cuối của tôi đó là Đức Chúa Trời có lời phán quyết cuối cùng. In Luke 23, ở trong Luca chương 23, verse 34, câu 34 to 43, cho đến câu số 43. Jesus said, Đức Chúa Giêsu phán, and I hope that you understand where this is. Tôi hy vọng anh chị em hiểu được ý nghĩa của điều này. He's on the cross. Ngay lúc này Đức Chúa Giêsu đang chịu đóng đinh và thập tự giá. Jesus said, Chúa Giêsu phán, Father, lạy Cha, forgive them, xin tha cho họ, for they don't know what they are doing. Vì họ không biết mình làm điều gì. And right after Jesus says this, ngay sau khi Chúa nói điều này, the soldiers begin gambling for his clothes by throwing dice. Thì quân lính đã bắt thăm và chia áo sống của Ngài. The crowd watched and the leaders scoffed. He saved others. They said, let him save himself if he's really God's Messiah, the chosen one. Dân chúng đứng đó mà ngó, các người coi việc nhạo cười Ngài rằng nó cứu kẻ khác, nếu nó là đấng Christ, đấng được Đức Chúa Trời đã lựa, hãy cứu mình đi. I wish in that moment, tôi ước gì trong giây phút đó. I wish in that moment, tôi ước gì ngay giây phút đó. That Jesus would have said, Chúa Giêsu ngài nói, I'm doing this for you. Ta làm tất cả điều này cho ngươi. As they mocked at him, trong lúc mà người ta đang chế giễu Chúa. Save yourself. Họ nhạo cười ngài rằng hãy cứu chính mình đi. And what if Jesus said, but if I did, you would never be saved. Thì chắc là Chúa Giêsu ngài nói rằng nếu ta cứu mình thì ngươi sẽ không bao giờ được cứu. Get yourself off the cross. Hãy tự cứu mình khỏi thập tự giá. You can do miracles, can't you? Đã
có thể làm phép lạ mà. Show us right now. Xin hãy chỉ ra và tỏ ra cho chúng tôi phép lạ đi. What if he responded? Nhưng mà nếu Chúa Giêsu mà Ngài đáp ứng lại, then you'll never be able to experience miracles for the rest of your life. Thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm được phép lạ của Chúa cho đời sống của chúng ta. 37, they called out to him, if you're the king of the Jews, save yourself. Câu số 37 mà rằng, nếu ngươi là vua của dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi. What if he yelled? Nếu Chúa Giê-xu Ngài lại lớn tiếng lại, if I don't do this, nếu ta không làm điều này, you'll be trapped by a different king for the rest of your life. Thì con sẽ bị mắc bẫy bởi một vị vua khác trên suốt cuộc đời của mình. Verse 39. Câu số 39. One of the criminals hanging beside him scoffed, so you're the Messiah, are you? Prove it by saving yourself and us too while you're at it. Và một tên cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng, ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. But the other criminal, nhưng tên kia protested, trách nó, don't you fear God even when you have been sentenced to die? Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? We deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything wrong. Về phần chúng ta chỉ là sự công bình vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Then he said, rồi Đức Chúa Giêsu phán, sorry, the prisoner said this. Oh, và rồi người tên cướp đó đã nói, Jesus, hỡi Giêsu, remember me when you come into your kingdom. Khi Ngài đến nước của mình rồi, xin nhớ lấy tôi. And Jesus replied, Đức Chúa Giêsu Ngài đáp rằng, I assure you, today you'll be with me in paradise. Quả thật, ta nói cùng ngươi hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. I don't have the final say. Anh chị em, tôi không có cái lời phán quyết cuối cùng. I can't judge people off of what they're doing. Tôi cũng không thể phán xét bất cứ ai dựa trên hành động của họ. But God will. Nhưng mà chính Chúa Ngài sẽ làm. We don't do things to please man. We don't do things to please each other here. Chúng ta không làm việc để chúng ta làm vừa lòng con người, cũng như là làm việc để vừa lòng các anh chị em trong nhà thờ lúc này. Even Paul says this in the Bible. Luôn cả Phaolô đã nói điều này trong Kinh Thánh. He says that he's not in the works of pleasing man. Ông xác nhận rằng ông không sống cái cuộc đời của ông dựa trên việc làm vừa lòng loài người. And his words in the Bible says if he was. Và ở tại đây lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng nếu Phaolô làm điều đó, then I wouldn't be a servant of God. Thì ông không thể là tôi tớ của Đức Chúa Trời. How does this tie in with what we experience with the Olympics and all around the world? Anh xem điều này có liên kết gì với những điều mà chúng ta đã thấy ở trong ngày lễ khai mạc của Thế vận hội? One, it's eye-opening. Thứ nhất, đây là điều mở mắt cho chúng ta. As blatantly as in front of your face as the enemy could do it, he disrespected our heavenly Father before your face. Anh xem ngay trước mặt chúng ta, trước sự chứng kiến của cả thế giới, kẻ thù đã bày tỏ cái sự gọi là bất kính đối với Cha Thiên Thượng của chúng ta. I hope. Tôi hy vọng. I hope. Tôi hy vọng. That after today. Đó là sau ngày hôm nay. I'm reminded right now. Tôi được nhắc nhở ngay trong thời giờ này. Cảm ơn Chúa Thánh Linh. There was a young boy. Có một người trẻ. Who heard someone yelling in front of his face. Và nghe một người đã la lên trước mặt em. Against God. Chống lại Chúa. Everybody else ran. Ai cũng bỏ chạy. Everybody else thought it was over. Mọi người đều nghĩ rằng chuyện đã xong rồi. And so David said, nobody's going to disrespect my God. Cho đến chừng David đã đứng lên và nói rằng không ai dám nói phạm đến Đức Chúa Trời của tôi. Tôi không cho phép người ta làm như vậy. It takes one person. Anh chị em thấy đòi hỏi chỉ một người. Who honor God with their life. Là một người đã tôn quý Chúa với cả cuộc đời. No matter what Goliath is standing in front of them. Dù là tên khổng lồ Goliath đang đứng trước mặt. No matter how young you are. Không cần biết anh chị em trẻ cỡ nào. It doesn't matter about your attributes. Nó không phải là như chúng ta có thể góp phần vào. All that matters. Tất cả những gì quan trọng. This is your life in God's hands. Đó là đời sống của chúng ta được giao trong tay Chúa. Will you stand to honor God even when Goliath is standing in front of you? Anh chị em có dám đứng lên để tôn quý Chúa của chúng ta ngay cả khi kẻ khổng lồ Goliath đang đứng trước mặt chúng ta không? Anh chị em có hiểu rằng that nothing else in this world matters. Đó là không có điều gì trên thế gian này xứng đáng cho bằng. And nothing else in this world compares to our heavenly Father. Cũng không có gì trên đời này có thể so được với Cha Thiên Thượng của and chúng ta. So if that is important and true to you, anh chị em, nếu điều đó thật sự là điều quan trọng
đối với anh chị em và là thật trong đời sống của chị em, thì lần tới khi có người họ nói xấu hay là xúc phạm đến Đức Chúa Trời của anh chị em, thì anh chị em có dám đứng lên để lên tiếng không? Để chỉ cho họ thấy tình yêu của Chúa Giê-xu. Điều chúng ta không cần phải làm đó là bắt đầu một cái cuộc chiến, nhưng mà bày tỏ ra cho họ tình yêu của Chúa. Oh, Pastor Sam, that's weak. Pastor Sam ơi, cái đó thấy yếu đuối quá. You should say something really mean to them. Phải trả lời một cách hết sức là cay đắng với họ. I really want to. Tôi rất muốn nói đó chứ. But that's not what God wants us to do. Nhưng mà đó không phải là điều Chúa muốn chúng ta làm. You don't think I want to get online and write? You're so, oh, I can't believe that they. I really want to. Anh chị em nghĩ rằng tôi không muốn ngồi vào trong cái bàn phím để đánh những cái từ và nói rằng ô, ước gì hay là tại sao, nhưng mà anh chị em tôi rất muốn đấy. I wanted to so bad this weekend. Tôi rất muốn lên tiếng ở trong cuối tuần vừa qua. So bad. Rất muốn. The Holy Spirit said no, Sam. Nhưng mà Đức Thánh Linh nói rằng không, Sam ơi. Speak the truth. Hãy công bố lẽ thật. Speak the truth and that'll be more than anything you could post on social media. Hãy công bố lẽ thật. Điều đó nó giá trị và ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều cho những gì con có thể nói ở trên mạng xã hội. There's one person I saw that spoke the truth instantly. Anh chị em, tôi thấy liền có một người lập tức đã lên tiếng và nói công bố sự thật. I saw Min write a post right away. Tôi thấy Minh, anh Minh trong hội thánh của chúng ta đã lên tiếng ngay tức khắc. In the way that he wrote it. Và cái cách mà Minh lên tiếng. That's the exact heart that we have to have. Đó chính là từ nơi một tấm lòng mà tất cả chúng ta cần có. And then his father-in-law from Vietnam comments right underneath. Và rồi thì cha vợ của anh Minh từ Việt Nam cũng đã có lời bình luận liền ngay ở phía dưới. Forgive them. Hãy tha thứ họ. They don't know. Lý do bởi vì họ không biết việc mình làm. That's the truth, everyone. Anh chị em, đó là sự thật. We're not called to cast out people. Chúng ta không được gọi để chúng ta loại trừ ai hết. Because of their differences. Lý do của họ khác hơn chúng ta. They made a mockery of the Last Supper. Họ đã chế giễu cái bữa tiệc cuối cùng của Chúa dành cho các môn đệ của Ngài. But if only they knew the conversation at that table. Ước gì họ có thể hiểu được và biết được câu chuyện lên tiếng ở trong cái bữa tiệc đó. That Jesus taught us about communion in that moment. Điều mà Chúa Giê-xu đã dạy về tiệc thánh ở trong giây phút đó. That there would be a reminder for us. Đây sẽ là một sự nhắc nhở cho tất cả chúng ta. The body that was broken. Là thân thể của Chúa đã bị tan vỡ. And his blood that was shed for all of us in this world. Và huyết của Chúa đã đổ ra vì tội lỗi của cả thế giới này. The altar call for today. Anh chị em, cái lời kêu gọi trong ngày hôm nay. It's not about empower us, Lord, so that we could speak against anybody that speaks against you. Đó là không phải là Chúa ơi, xin mặc lấy quyền phép trên con để con có thể lên tiếng chống đối lại với những người chống đối Chúa. Give us the boldness to shut those people up. Là Chúa xin cho con cái sự dạn dĩ để con sẽ bịt miệng những người đó. No, 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 no. Không, không, không. Not at this church. Không đến từ hội thánh này. It's more like, Lord. Nhưng mà nói là Chúa. Help me to understand. Xin giúp đỡ cho con hiểu được. To take up my cross daily. Đó là chính con tự vác thập tự giá của mình. To always put my life in your hands. Và luôn luôn đặt đời sống của con trong tay Chúa. To show love to those that don't deserve it. Để bày tỏ tình yêu cho những người không xứng đáng. Because that's what you've asked of us. Vì đó chính là điều mà Chúa Ngài muốn tìm thấy nơi chúng con. Because that's what you've done for us. Vì đó chính là điều mà Chúa đã làm cho chúng con. Help us, Lord. Xin giúp đỡ chúng con. To be an extension of you. Để làm cánh tay nối dài của Chúa. Not of ourselves. Không phải bày tỏ chính mình. But of you. Nhưng mà bày tỏ Chúa. Help me to love on those that feel like they're not included. Xin giúp đỡ để con có thể kéo mọi người, nhất là những người cảm thấy mình không xứng đáng. Because Lord, vì Chúa ơi, you included every single one of us when you died on the cross for our sins. Chúa Ngài đã nhìn thấy và bao gồm chúng con, tất cả chúng con khi Chúa Ngài chịu chết trên thập tự giá. Church, the revival that needs to take place. Hội thánh sự phục hưng mà đang phải xảy ra. And I pray. Và tôi cầu nguyện rằng that God uses us. Đó là Chúa sẽ sử dụng chúng ta. For the last 10 coming on 11 months.
Thế rồi từ 10 tháng và bây giờ sắp sửa bước vào tháng thứ 11. It was a purification of us as a church. Một cái sự thanh tẩy của hội thánh. Because there will be people. Anh chị em sẽ có những con người that come to our church sẽ bước vào cửa của nhà thờ that don't feel like they deserve God's love. Họ có một cái cảm nhận đó rằng họ không xứng đáng để nhận được tình yêu của Chúa. And it's not up to you to judge. Và anh chị em, cái việc phán xét họ không phải thuộc về chúng ta. But it is up to you. Nhưng mà điều thuộc về chúng ta to be a reflection of Christ. Đó là hãy phản ảnh Chúa Giêsu Christ cho họ. And love on them. Và yêu thương họ. And speak to them in a way where they feel like they're a child of God. Để nói chuyện với họ, giúp đỡ họ để họ cảm thấy được họ cũng có thể làm con của Đức Chúa Trời. Don't allow yourself to be a Pharisee. Đừng cho phép chính mình trở nên những người Pharisee phái biệt lập. But allow yourself to truly be a child of God who understands the freedom from religion and the freedom from the master of evil. Anh chị em hãy cho phép chính mình để bày tỏ ra chúng ta thật sự là người yêu Chúa, những người tin Chúa, những người biết lẽ thật, là những người thật sự đã được sự tự do, đã được giải phóng khỏi tay của một kẻ lường gạt nhất ở trong lịch sử. A lot of people in this world rất là nhiều người trong thế giới của chúng ta want to be included, muốn được kể làm một. But I want to say this, mà tôi muốn nói điều này, they are included. Họ được Chúa kể làm một. But their sin is not included. Nhưng mà tội lỗi của họ thì không được chấp nhận. I want to say it again. Tôi muốn nói một lần nữa. They are included. Họ đã được Chúa Ngài chấp nhận. But their sin is not included. Nhưng mà tội lỗi của họ thì không được Chúa chấp nhận. Wait, Pastor, that sounds weird. Một sư nghe sao thấy nó hơi lạ vậy? For this is how God loved the world. Đây là cách mà Chúa Ngài yêu thương thế gian này. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Ngài đã ban con độc sanh của Ngài, hầu cho ai tin nơi con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Everyone is included. Tất cả mọi người đều kể và được tiếp nhận. But He had to die on the cross. Nhưng mà Ngài phải chịu chết trên thập tự giá. For the sins that we have. Cho tội lỗi mà chúng ta đã phạm. We have to help people understand that. Chúng ta cần phải giúp đỡ người khác hiểu được điều này. That God loves them through the mess that they are. Chúa yêu thương họ xuyên qua tất cả những cái sự hỗn độn của tội lỗi mà họ đã sống. But He's trying to clean us. Và Ngài yêu thương và Ngài muốn làm cho chúng ta được thánh sạch. So that we can have that true freedom. Để chúng ta có thể thật sự kinh nghiệm được sự tự do thật. Church, let's stand to our feet. Hội thánh, xin chúng ta cùng đứng lên. Let's pray. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Heavenly Father, Cha chúng con ở trên trời, we love you. Chúng con yêu mến Ngài. There's nothing else in this world. Là Chúa không có điều gì trên thế gian này. That is like you. Giống như Chúa của chúng con. Today, Lord. Hôm nay, I give you. Con dâng cho Chúa control over my life. Quyền điều khiển cuộc đời của con. God, that there are days in my life. Là Chúa, vì có những ngày trong cuộc đời con. That the world may seem more satisfying. Thế giới này dường như đem lại sự thỏa mãn. But I ask, Lord. Nhưng Chúa ơi, con cầu xin. That you remind me in this moment, right now. Đó là Chúa Ngài nhắc nhở con ngay giây phút này. Of how much you love me. Đó là Chúa yêu con đến cỡ nào. You love me so much. Ngài yêu con rất nhiều. That you would give your life for me. Ngài đã bằng lòng phó sự sống của Ngài cho con. In this moment right now, church. Ngay giây phút này, Hội Thánh. I want to give the opportunity. Tôi muốn cho anh chị em có cơ hội. For those that are in the room. Những ai có mặt ở tại đây. Those that are watching online. Những người đang theo dõi buổi nhóm này trên mạng. You may be at a point in your life right now. Bạn có thể đang ở trong một vị trí ở trong đời sống của bạn ngay lúc này. Where you think that God can't love you. Và bạn nghĩ rằng Chúa không thể yêu thương bạn. Where you think the mistakes that you've made in life outweigh His love. Và bạn nghĩ rằng những cái lỗi lầm của bạn đã phạm nó nặng hơn, nó lớn hơn là sự thương xót và tình yêu của Ngài có thể dành cho bạn. But I want to tell you the truth. Nhưng mà cho tôi nói với bạn lẽ thật. That's far from it.
Anh chị em, cái điều đó sai hoàn toàn. He loves you. Ngài yêu thương bạn. And cares for you. Và Ngài quan tâm đến bạn. So I want to give the opportunity right now. Cho nên tôi muốn cho bạn có cơ hội trong thời gian này. And everyone else in the room. Và tất cả những ai có mặt tại đây. That you would support and pray the same prayer. Anh chị em cũng sẽ hiệp ý để yểm trợ cho những người sẽ cầu nguyện lời cầu nguyện này. Because we all need him. Vì tất cả chúng ta đều cần nhật Chúa. Even if it's your first time. Luôn cả đây là lần đầu tiên. Or your second time. Hay là lần thứ nhì, we'll pray the same prayer together. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện lời cầu nguyện này chung với nhau. To accept the Lord into our life. Tiếp nhận Chúa vào cuộc đời của chúng ta. So let's pray this prayer. Xin chúng ta cùng cầu nguyện lời cầu nguyện này. Jesus, lạy Chúa Giêsu, I need you. Con cần Ngài. I know. Con biết rằng. That I am not perfect. Con không hề là trọn vẹn. But today. Nhưng hôm nay, I realize con nhận biết that you died on the cross for me. Là Chúa Ngài chịu chết trên thập tự giá vì con. Jesus, Chúa Giêsu, I accept you in my life. Con xin tiếp nhận Ngài vào cuộc đời con. Today, hôm nay, forever, cho đến đời đời. I ask, con xin that you lead my life. Là Chúa Ngài sẽ dẫn dắt đời sống con. Help me, xin giúp đỡ con to be a reflection of you. Để làm người phản ánh Chúa. Fill my life. Xin đông đầy đời sống con with your presence, với sự hiện diện của Ngài, with your joy, với niềm vui, with your peace, với sự bình an của Chúa. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you for your love. Cảm ơn Chúa cho tình yêu của Ngài. Is there anyone in this room that said that prayer for the first time? Có ai có mặt tại đây vừa mới dâng lời cầu nguyện đó lần đầu tiên trong cuộc đời của mình? Wave your hand in the air if you said nếu có, xin giơ tay lên. In the room that said that for the first time. Ai là người anybody, đầu tiên? Anybody. Có ai không lần đầu tiên cầu nguyện lời cầu nguyện đó? Xin giơ tay cho chúng tôi. So everybody in this room. Như vậy là tất cả mọi người trong phòng này is a believer. Là những Cơ Đốc nhân phải không? Amen. Là những người tin Chúa. Cảm ơn Chúa. So this is the next prayer we'll pray together. Anh chị em, lời cầu nguyện kế tiếp mà chúng ta sẽ cầu nguyện chung. As we close out service. Để chúng ta kết thúc buổi nhóm. Lord, lạy Chúa. We know your worth. Chúng con biết được giá trị của Ngài. And we know how much you love us. Và con biết Chúa, chúng con biết Ngài yêu chúng con đến cỡ nào. Cho nên hôm nay, help us, xin giúp đỡ chúng con, to be a light in this world, sẽ là ánh sáng cho thế gian này. That no matter what it is that the world is trying to do, để cho dù thế gian này tìm cách để làm bất cứ điều gì, will show your love, để chúng con sẽ thể hiện tình yêu của Chúa. That today, để rồi hôm nay, the wake up call we had, và cái tiếng chuông đánh thức chúng con trong ngày hôm nay, is that you've asked us, là Chúa Ngài kêu gọi chúng con, to give up our ways. Từ bỏ con đường của chính mình. To put our life in your hands. Nhưng đặt cuộc đời chúng con trong tay Chúa. And to love like you. Để có thể yêu thương như Chúa yêu thương. So Lord, cho nên lạy Chúa, have control. Xin trọn quyền kiểm soát. Use my life. Xin sử dụng đời sống con. To bless somebody else's. Để làm nguồn phước cho ai đó. To bring them closer to you. Để kéo họ, giúp đỡ họ đến gần Chúa càng hơn. We thank you. Còn cảm ơn Chúa. In Jesus' name. Và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Church, can we give the Lord a hand clap? Hội thánh, chúng ta dâng Chúa một tràng pháo tay. Amen. 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 Church, I hope you are blessed today. Hội thánh, tôi hy vọng anh chị em được phước ngày hôm nay. As you go out to the foyer. Trong lúc chúng ta đi ra ngoài hội trường. There are things that you can sign up for. Có những gì chúng ta cần phải ghi danh. There's some refreshments that you can share together. Chúng ta có một ít tiệc trà để chúng ta giải lao để chúng ta cùng chia sẻ. Blesses that food and blesses the hands that prepared it. Mời xin Chúa Ngài ban phước trên những thức ăn này và ban phước trên những bàn tay đã chuẩn bị cho chúng ta. Church, we will see you next week. Hội thánh sẽ gặp lại anh chị em trong tuần tới. And if anybody needs prayer, và nếu có ai cần được cầu nguyện. Pastor Khan and I will stay here to pray. Mục sư Khánh và tôi sẽ nán lại tới đây để cầu nguyện cho anh chị. But other than that, church, be blessed. We love you, and we'll see you next week. Hội thánh, nếu không thì xin Chúa Ngài ban phước trên chị em, hãy được phước và sẽ gặp lại anh chị em trong tuần tới. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.